Xin chào, đây là The Bike Room Việt Nam. Thì vào tầm khoảng giữa tháng 12 năm 2021 thì mình đã quyết định tạm nghỉ YouTube để có thể chú tâm vào việc học. Và sau kỳ thi khá là gian nan thì mình đã trở lại. Và bây giờ là năm mới. Và các bạn cũng đang nghĩ rằng đây là một video kỷ niệm 5.000 người đăng ký của kênh đúng không? Không, các bạn nhìn lại đi, kênh mình đã hơn 6.000 người đăng ký rồi. Tổ chức bây giờ thì mình cảm thấy mình quê lắm. Úi dồi ôi. Nhưng mà bởi vì đây là năm mới, Tết rồi, vậy nên mình đã có lý do để tổ chức một buổi Q&A một cách thực thụ mà không bị chê là quê. Thực ra mình quê lắm. Thôi, chúng ta sẽ cùng đến với câu hỏi đầu tiên. Câu hỏi đầu tiên, Level 94, Motion, sau lúc trời sáng thì an toàn, còn lúc trời tối thì ngược lại. Câu hỏi thứ hai, nếu những level chính trong wiki ad đã làm hết rồi thì ad có thể làm thêm một vài level do fandom làm ra để tăng tính phong phú cho kênh được không? Được rồi, với câu hỏi đầu tiên thì mình không có lời giải thích nào logic cả, bởi vì The Bike Room nó vốn đã vô lý rồi. Mà như các bạn đã biết, mỗi level đều có một đặc tính riêng của nó, không có cái nào là giống nhau cả. Vậy nên level 94 Motion cũng chẳng phải ngoại lệ. Theo mình nghĩ thì level 94 là như vậy, là do khả năng đặc biệt của nó. Còn với câu hỏi thứ hai thì tất nhiên mình sẽ định làm những level do fandom làm ra trong tương lai. Nhưng mà trong tương lai thôi, bởi vì hiện tại mình chưa có ý định làm. Đến với câu hỏi tiếp theo, nếu The Bike Room có thật, vậy chẳng lẽ chúng ta đang sống trong một vũ trụ ảo như game? Căn cứ chính của MEG là ở level nào? Với câu hỏi đầu tiên thì về cơ bản theo giả thuyết của mình thì nếu The Bike Room có thật, nó sẽ tồn tại như một vũ trụ song song, một chiều không gian song song. Và cánh cửa để đi đến nó là sự phá hủy của các quy luật tự nhiên, như đi xuyên qua tường, rơi xuyên qua sàn nhà, vân vân. Hoặc nói cách khác là no clip. Với câu hỏi thứ hai, căn cứ chính của MEG nằm ở những level nào? Câu hỏi này khá là nghiêm túc, vậy nên mình sẽ trả lời nghiêm túc. Sau đây là lần lượt các căn cứ chính của MEG. Đầu tiên là căn cứ Alpha ở level 1, căn cứ Omega ở level 4, căn cứ Gamma ở level 3, căn cứ Beta ở level 11, căn cứ Epsilon ở level 283 và cuối cùng là căn cứ Delta ở level 230. Câu hỏi tiếp theo của bạn An Lê, tại sao ngoài các level có Survival Difficulty là 0 đến 5 cơ bản thì có thêm các Survival Difficulty lạ vậy anh? Ví dụ như biểu tượng mặt nạ, hạt nhân, vân vân. Câu hỏi này khá đơn giản, thì để mình giải thích. Trong The Bike Room, ngoài những level được đánh giá với cấp độ sống sót từ 0 đến 5 cơ bản, thì chắc chắn trong số đó sẽ vẫn có những level có những đặc tính đặc biệt mà người ta vẫn chưa thể xác nhận được. Lấy ví dụ là level 4.4, Crazy State, được đánh giá với Survival Difficulty là 5B, Unsafe, Unsecure, Non-Entity Hazard. Qua đó, chúng ta có thể thấy rằng việc đánh giá những level là cực kỳ khó khăn và cực kỳ phức tạp. Vậy nên chúng ta cần có nhiều lớp phân loại đánh giá cấp độ để có thể đánh giá chúng một cách khách quan nhất. Câu hỏi của bạn Nam Anh Nguyễn, vũ khí đến từ thế giới bình thường có thể chống lại các entity không ạ? Mong ad trả lời. Với câu hỏi này thì chắc chắn là có một số thực thể có thể bị giết, vậy nên việc sử dụng vũ khí để giết chúng là có thể xảy ra. Level 18 có bao nhiêu thực thể ạ? Anh có thể làm thực thể số 48, Aiden, bởi vì thực thể này em thấy nó khá là thân thiện. Em hỏi cách nào để sống sót trong The Bike Room. Với câu hỏi đầu tiên thì level 18 được cho là một level khá an toàn, nhưng không có nghĩa là không có thực thể, chỉ là rất hiếm gặp thôi. Trong level này có một thực thể cực kỳ hiếm, đó chính là thực thể số 198, The Plus Dino. Câu hỏi thứ hai, anh có thể làm về thực thể số 48, Aiden, bởi vì thực thể này em thấy nó khá thân thiện. Với câu hỏi thứ hai này thì chắc chắn là mình sẽ làm về thực thể đó, nhưng trong tương lai. Còn đối với câu hỏi thứ ba, theo mình nghĩ thì không có một cách sống sót nào cụ thể trong The Bike Room, bởi vì The Bike Room là muôn hình vạn trạng. Thế nhưng mình sẽ có thể đưa ra một số cái mẹo hay cho các bạn. Đầu tiên, nếu bạn đã tìm hiểu về The Bike Room từ trước mà đến The Bike Room thì tốt nhất hãy sử dụng tất cả những kiến thức mà mình có, lạm dụng tất cả mọi thứ để có thể sống sót. Thứ hai, đó chính là đừng tin bất kỳ ai cả, bởi vì trong The Bike Room thực thể thân thiện thì ít, còn thực thể thù địch thì nhiều, và chúng còn nhâm nhe muốn làm thịt bạn nữa. Vậy nên tốt nhất là đừng tin bất kỳ ai. Còn mẹo cuối cùng là hiểu rõ tính chất của level. Nếu bạn nhận thấy rằng mình đang ở trong một level nguy hiểm thì tốt nhất là tìm đường ra khỏi level đó càng nhanh càng tốt. Còn nếu bạn đang ở một level an toàn thì hãy cố gắng đi tìm lương thực
thực phẩm và các vật dụng để có thể sử dụng, hoặc thậm chí bạn có thể đi tìm một cộng đồng để có thể sinh sống trong đó. À đúng rồi, bonus thêm một mèo nữa, đó chính là hãy kiểm tra và tìm hiểu rõ về bất kỳ vật phẩm nào bạn nhặt được trong the back room, kể cả đồ ăn thức uống. Bạn nên tìm hiểu và kiểm định rõ rằng vật phẩm mà bạn vừa nhặt được có an toàn để sử dụng hay không. Bởi vì mình tin rằng nếu bạn chưa tìm hiểu kỹ về các vật phẩm mà sử dụng chúng sai cách, bạn sẽ không sống được lâu đâu. Thế nhưng hãy lạc quan lên, vì hiện tại chưa có bằng chứng nào cho thấy rằng the back room có thật, vậy nên nó sẽ là không có thật. Chúng ta cùng đến với câu hỏi tiếp theo nào. Mong ông trả lời mấy câu hỏi của tôi. Nếu level 999 có thể thoát ra để đi vào cluster 2, thì tại sao không thấy bất kỳ thông tin nào liên quan đến cluster 2? Nếu chúng ta tấn công hoặc giết bất kỳ một thực thể thân thiện nào trước mặt đồng loại của thực thể đó thì sao? Armon Water có thể chống lại được tất cả các thực thể không, hay chỉ là một số? Với câu hỏi đầu tiên, thì theo mình suy đoán, cái cluster 2 mà người ta nói đến là chỉ là suy đoán mà thôi. Còn việc người ta có trở lại hay không thì mình không biết. Có lẽ những người đến cluster 2 đã không bao giờ trở về, và việc đến cluster 2 đã khiến việc liên lạc và ghi lại thông tin trở nên càng ngày càng khó khăn hơn. Với câu hỏi thứ hai, nếu chúng ta tấn công hoặc giết bất kỳ thực thể nào trước mặt các đồng loại của thực thể đó, việc các thực thể thân thiện đi theo bầy đàn là khá là hiếm. Vì theo mình thấy rằng những thực thể thân thiện thường chỉ là những thực thể đơn lẻ, giống như thực thể số 48, Aiden, hoặc thực thể số 91, Freeman. Một số trường hợp đặc biệt như thực thể số 180, Barry và những tín đồ của nó, hay thực thể số 68 đã tiệt chủng, Party Pooper. Nếu chúng ta tấn công Party Pooper thì chúng sẽ đưa ta đi hiến tế cho Party Goer. Còn với câu hỏi cuối cùng, Almond Water chỉ có thể chống lại được một số thôi nhé. Rồi, câu hỏi của bạn Lost Silver. Sao level Blackout không có lối thoát? Thứ hai, sao level 145 lại là class 999? Thứ ba, sao Smiler là vật thể không thể chết bởi vũ khí? Với câu hỏi đầu tiên, thì thực ra level Blackout có lối thoát. Thế nhưng những lối thoát này hoàn toàn là ngẫu nhiên và cực kỳ khó để thoát ra khỏi level này, chứ không phải là level này không có ghi lối thoát, mà nó hoàn toàn là ngẫu nhiên và rất là khó. Vậy nên chúng ta sẽ đến với câu hỏi tiếp theo. Level 145 lại là class 999. Theo những nguồn thông tin mình đọc được trong tài liệu này, theo mình nghĩ thì level này được tạo ra bởi mối thù của một ai đó với một nhân vật bí ẩn nào đó mang tên Jane. Vì tất cả những gì mà mình đọc được dường như là những lời chửi rủa, mỉa mai về nhân vật Jane này. Nhưng hiện tại thì mình vẫn chưa có thông tin gì thêm. Nếu các bạn muốn thì các bạn có thể bảo mình làm để mình phân tích. Với câu hỏi thứ ba, thực ra thì mình cũng chưa biết rằng Smiler có phải là thực thể có thể chết bởi những vũ khí hay những chấn thương vật lý hay không. Thế nhưng chúng ta đều biết rằng Smiler là một thực thể luôn ở trong bóng tối, vậy nên chúng ta cũng không thể nhìn thấy rõ cơ thể của chúng ngoài một cái mặt cười phát sáng. Và tất nhiên điều này cũng làm khó rất rất nhiều người trong việc cố gắng tiếp cận và tấn công Smiler. Anh cho em hỏi, nếu người ta có thể di chuyển đến level khác thì có thể di chuyển về level cũ bằng cách đi ngược lại không ạ? Còn nếu không thì có cách nào để về được lại level cũ không ạ? Với câu hỏi này, việc chúng ta di chuyển từ level này sang level khác là có thể. Thế nhưng việc quay trở lại level cũ thì mình cũng chưa chắc. Bởi vì chúng ta cần phải tùy vào lối thoát của level mà chúng ta đang ở. Nếu level mà chúng ta đang ở có chứa lối thoát dẫn đến level cũ thì chúng ta có thể trở lại level cũ. Còn không thì chúng ta phải sử dụng những kiến thức hiểu biết của chúng ta để có thể tìm đường đến những level khác có lối thoát dẫn đến level cũ mà chúng ta muốn đến. Câu hỏi tiếp theo. Anh làm YouTube từ khi nào và bao lâu rồi? Có vật dụng nào giúp chúng ta chạy trốn khỏi các entity không? Anh bảo là Party Goer có điểm bất lợi là tốc độ, mà tại sao chúng vẫn bắt được chúng ta? Với câu hỏi đầu tiên thì thực ra thì mình đã làm YouTube từ tầm khoảng 3 năm trước. Thế nhưng mà cái hồi đấy thì mình mới vào làng YouTube xong rồi trẻ trâu thế này thế nọ, mình không muốn kể đâu. Tất nhiên là kênh YouTube đấy cũng bị xóa rồi. Còn với câu hỏi thứ hai thì như mình đã nói ở một số video thì Almond Water có thể giúp chúng ta chạy trốn khỏi một số thực thể. Hoặc là như trong video phân tích về thực thể Six Arm thì mình đã nói rằng Six Arm rất sợ đường, vậy nên là bạn có thể dùng đường để chạy trốn khỏi Six Arm. Còn câu hỏi cuối cùng, dù Party Goer có điểm bất lợi về tốc độ, thế nhưng đó không hẳn là sức mạnh của chúng. Sức mạnh của chúng nằm ở cái đầu. Chúng cực kỳ thông minh, rất im lặng. Vậy nên các bạn cần phải cảnh giác xung quanh mọi lúc, mọi nơi trong The Bike Room nếu bạn cảm thấy rằng ai đó đang theo dõi bạn. Đến với câu hỏi tiếp theo,
nghi lễ vua núi có thể thoát khỏi Level Fund không anh? Tất nhiên là không, vì trong tài liệu của Level Fund không có bất kỳ dòng ghi chép nào có liên quan đến nghi lễ vua núi cả. Và tất nhiên, cả trong tài liệu của nghi lễ vua núi cũng thế, không có gì liên quan đến Level Fund cả. Chúng ta sẽ đến với câu hỏi cuối cùng của video và cũng là câu hỏi chúa hề nhất cả cái video này. Anh có thể chấp nhận kèo Florentino của em không ạ? Cảm ơn các bạn đã xem video này. Tạm biệt và chúc các bạn một năm mới an lành, hạnh phúc bên gia đình và họ hàng.